Rồi thì nhau chê béo quay cứ đi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cái kỹ thuật xoa bóp tay và chân. Kỹ thuật xoa bóp chân thì giống như tay, nó chỉ khác cái huyệt thôi, được chưa? Thì với cái kỹ thuật xoa bóp tay ấy, thì chúng ta sẽ làm lần lượt. Ví dụ như là với những cái bệnh nhân mà liệt này đấy, hoặc là những bệnh nhân đau quanh khớp vai này, hoặc là bệnh nhân bị đau các khớp cổ tay và ngón tay chẳng hạn, thì các em đều có thể áp dụng cái kỹ thuật xoa bóp này để điều trị cho bệnh nhân. Đầu tiên thì là các động tác tác động lên da, các em cũng làm lần lượt như cái phần lưng của cô hướng dẫn hôm trước thôi. Đầu tiên là xoa này, chúng ta phải dùng cả lòng bàn tay, chúng ta xoa tròn trên da. Các em có phấn rôm không? Chuẩn bị phấn rôm chưa? Đi học xoa bóp thì mang theo một lọ phấn rôm, mua trích quỹ ra, mua một lọ là cả lớp dùng chung được mà. Thì nó trơn, hoặc là dùng các loại tinh dầu ấy, các dùng các loại tinh dầu cũng được. Xoa này, ra xoa tròn trên da. Đừng ngủ nhé. Ngủ ngon rồi. Mắt họ luôn. Có thể dùng cả hai tay xoa từ trên xuống dưới. Tiếp theo là động tác sát, chúng ta sẽ sử dụng gốc bàn tay. Chúng ta đẩy sát hai chiều. Thử không? Thử bạn đấy. Chả sao, thử luôn. Sát này. Tiếp này. Viết này. Anh tưởng là em muốn thử luôn. Viết này. Dùng vân các đầu ngón tay, viết theo một chiều. Thả lỏng các ngón tay ra, bám sát vào nhé. Ví dụ như là bàn tay. Phân hợp này, chúng ta ở tay chúng ta phân hợp như này. Môi ra nó rất là dít. Thì có một tí tinh dầu vào là nó sẽ dễ hơn. Phân hợp. Phân kết hợp với hợp luôn. Véo này, chúng ta sẽ véo ngang như này được không? Đấy. Hết các động tác tác động lên da, có xoa, sát, miết, phân, hợp và véo. Tiếp theo đến các động tác tác động lên cơ. Khi làm trên lâm sàng cho bệnh nhân thì chúng ta làm nhiều các động tác tác động lên cơ cho bệnh nhân. Vờn này thì chúng ta giống như nhào bột thôi, mình sẽ đẩy tay, hai tay ngược chiều. Tay chúng ta sẽ sử dụng một là gốc bàn tay, hai là dùng ôm út. Với tay này thì thường chúng ta dùng ôm út. Động tác này làm kỹ cho bệnh nhân nhé. Có thể dùng bằng ngón tay cái dây cũng được này. Đấy, dây xong rồi. Dồn thẳng cái lực từ cả cánh tay xuống. Thoải mái. Đẩy dây xong rồi. Dây kia nhé, tất cả các cái vị trí có cơ là đều dây rồi. Ba vị trí này, gốc bàn tay, ôm hút và ngón tay cái nhá. Bỏ gì tay đây. 5 này, với bệnh nhân mà tay nhỏ có thể bỏ qua, bệnh nhân này vẫn có thể làm được. Năm này, sấp ngửa bàn tay, sâu tay xuống nếu không có lực này. Lấy tay đẩy sâu rồi. Tiếp theo này, động tác bóp này. Ôm cả lòng bàn tay, bóp sâu vào. Bóp sâu vào, nhớ này. Đấm này, vân tay gầy quá cũng bỏ qua đấm được nhé. Có cơ thì đấm. Chặt này, khép tay vào như này. Cái bước này cô cũng đã hướng dẫn cả rồi, cô áp dụng như nào thôi nhé. Huyệt này, huyệt thì cô sẽ chỉ lại huyệt ở vùng tay và cô sẽ đấy. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại một lượt nhá, một lượt tất cả các huyệt ở vùng tay này. Đầu tiên này, giang tay ra, giang tay ra, thì sẽ thấy có một cái điểm lõm. Đây, đây. Mày quá vẫn sờ được điểm lõm. Đây, chỗ lõm phía trước nơi bắt đầu ở cơ delta,
bạn nào mà hay tập thể hình ấy thì sẽ thấy cái điểm đấy. Tưởng mang đúng tiền. Cái cơ lõm phía trước này, nơi bắt đầu cơ delta, đây là huyệt kiên mung. Kiên mung. Khi mà bệnh nhân xuôi tay xuống như này thì mình lại phải sờ lại, thì nó sẽ ở khi châm thì nó sẽ phải nó bắt đầu đây. Kim. Kiên mung. Kiên là mung. Kiên mung. Kiên ngung, tiếp này, tư thế hoạt động thứ hai, gấp bàn tay vào 45 độ, huyệt nằm ở đầu ngoài nếp lằn, đây là huyệt khúc trì, có cần phải viết hẳn ra không? Có, to rõ ràng, thằng nào bạn này về cũng không tắm đấy, kiên ngung này, nhá, khúc trì này, tiếp này, đây huyệt trên kinh dương minh đại trường. Thập cốc này, cách tay vào. Thập cốc này. Điểm cao nhất này, hoặc là lấy tay này, đây. Nếp lằn của ngón tay cái này đặt vào đây. Đây là cái cô rồi, nếp lằn này đặt vào đây. Đầu của ngón tay cái chỉ đến đâu đấy chính là huyệt thập cốc. Đến nếp lằn thôi, nếp lằn đấy. Đầu ngón tay cái chỉ đến đâu đấy chính là huyệt thập cốc. Cách châm huyệt thập cốc về hướng về phía ngón tay trỏ ấy. Đây là huyệt thập cốc. Có cần cái bút dạ to hơn không? Thập cốc. Đấy, được chưa? Tiếp này, trên đường nối từ thập cốc đến khúc trì, dưới khúc trì hai thốn. Nhớ là trên thẳng đường thẳng này nhé. Đây là huyệt thủ tam lý. Ui, thủ tam lý. Thủ là tay. Thủ tam lý. Thủ tam lý. Lại nhỉ? Rút không thấy đây là gì? Thủ tam lý. Nó có mồ. Sao không có sao? Thủ tam lý với tam lý. Rổ sinh lý đó. Ai chẳng có. Có bút không kìa? Đây thủ tam lý dưới khúc trì hai thốn nhá, đây hai thốn viết hẳn ở đây, rõ nhiều bạn lại thành ba thốn. Tiếp này, dương trì này, đây cửa tay như này sẽ thấy gân duỗi các ngón chung ở đây, gân duỗi các ngón chung đây. Phía ngoài gân duỗi các ngón chung đây là huyệt dương trì. Về nhà học huyệt vẽ ra như này này nhé, cho nhớ. Dương trì phía ngoài gân duỗi các ngón chung trên nếp lằn cổ tay. Đấy. Trên dương trì hai tốn này, huyệt nằm giữa xương trụ xương quay ngoại quan, bên ngoài là ngoại. Huyệt này này, thanh nhiệt này, điều trị đau vai gáy cũng rất là tốt này. Hoặc cả dương trì này, cũng thế. Có huyệt nào bấm vào rất nhiều mày. Những cái huyệt nguy hiểm như vùng gáy này, phong phủ á môn này. Á môn, là một nhát. Rất là nguy hiểm. Hoặc là những cái huyệt mà phía dưới là tạo phủ này. Nhá, thì không được châm sâu. Châm sâu là rất là dễ châm vào. Châm chiên. Tiếp này, rửa tay ra này. Đây, bên ngoài này, bên ngoài có một cái điểm lõm ngay dưới nền xương đậu này. Ngay dưới nền xương đậu có một cái điểm lõm, đây là huyệt thần môn. Huyệt này để an thần rất tốt. Này, trên này, trên đây huyệt đại lăng, huyệt này không thi nhưng mà biết đi. Giữa này có huyệt đại lăng. Ờ, huyệt này không thi nhưng mà cũng hay dùng ấy. Đây, có đây, trên YouTube của con chào mau. Đây, phía ngoài này, phía ngoài động mạch quay là huyệt like Thái Uyên. Thái Uyên. Cái huyệt đại lăng này, ví dụ như những cái trường hợp mà bệnh nhân bị viêm cái gân ở khớp cổ tay này, mà nó gây tê bì đến các cái đầu ngón tay này này. Nó có cái dây thần kinh giữa ở đây này. Đấy, thì châm vào huyệt này rất là tốt này. Đây là huyệt Thái Uyên, huyệt nguyên kinh phế, đường kinh phế chạy này, xích trạch nó ở trên này, Thái Uyên.
đường kinh, về huyệt xích trạch. Trên kinh phế thì chữa ho, chữa viêm phế quản nhá. Viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi. Không nhớ, tao nhớ được 3 cái 9 rồi. Thái Uyên là huyệt nguyên của kinh phế, chữa ho rất tốt này. Thái Nguyên. Thái Uyên này. Thái Uyên nhá. Xích trạch này. Trên nếp lằn cổ tay phía ngoài gân cơ nhị đầu, này gân cơ nhị đầu đây này. Ngoài phía trong gân cơ ngửa dài. Bên trong là huyệt khúc trạch. Có thể ấn huyệt bằng dò huyệt bằng cách là gì? Ấn huyệt xem chỗ điểm nào đặc biệt nhất. Đây là khúc trạch. Cũng biết là đây. Đi lấy cái bông cồn là sạch. Gấp cẳng tay vào 45 độ. Đầu trong của nếp lằn là huyệt thiếu hại. Thiếu hải. Thiếu. Đây này. Trên thúc trì bảy thốn, trên đường nối từ kiên ngung. Đấy, thúc trì dựa trên bảy thốn này, chỗ này khoảng 3. Đầu chóp ở cơ delta. Tí nhu. Tí nhu. Đấy, ví dụ như là bệnh nhân là đây, bệnh nhân mất ngủ thì các em có thể châm thêm cả huyệt nội quan ở đây nữa, trên đại lăng này hai thốn, giữa hai cái gân này nội quan huyệt nội quan, bên ngoài là gì? Ngoại quan. Bên trong là nội quan. Trên cổ tay này nhớ cho cô là gì? Thái Uyên, đại lăng, thần môn, dương trì, hợp cốc, bát tà này, khe các ngón tay. Đây là huyệt bát tà. Đấy. Hai bên là 8 không? Chân là bát gì? Bát phong. Tay thì là bát tà. Ví dụ như những trường hợp bệnh nhân liệt thì cầm nắm khó, các em có thể ấn vào đây hoặc là châm cứu. Châm cứu hướng kim nó sẽ hướng lên nhà. Nhá. Đấy. Đấy còn bây giờ cô sẽ hướng dẫn bấm ấn huyệt này. Xác định huyệt xong rồi thì chúng ta sẽ bấm ấn. Ấn huyệt thì dùng vân ngón tay, bấm huyệt thì dùng đầu ngón tay. Ví dụ như huyệt hợp cốc thì bấm được thì dùng bấm. Bệnh nhân cảm giác tê tức nặng này. Thế còn ấn huyệt thì ví dụ như đây. Ấn huyệt này. Ấn huyệt phải vào được huyệt nhá. Đấy. Bệnh nhân tê tức nặng thì đây này. Tiếp này. Ấn này. Sợ nhá. Ấn thì có thể kết hợp tay được. Bệnh nhân cảm thấy tức này, nặng này, sau đó thì chúng ta dây này. Bây giờ cô sẽ rồi bấm ấn trong về vỗ phát này và vận động. Vận động thì có vận động khớp vai, khớp khuỷu, khớp cổ tay, các ngón tay thì có động tác V và động tác rung nữa nhá. Đây cô sẽ làm một lượt luôn. Đấy. Khớp vai này. Nhớ không quên vận động cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân mà tai biến thì cái tập vận động và phục hồi rất là tốt. Xoay khớp vai. Tí nữa kêu rắc. Cạch quá. Khớp khuỷu này. 700 khớp dưới này. Báo cáo của viên phòng. Khớp ngửa này. Khớp cổ tay này thì có khớp dưới này. Tay này. Nghiêng này. Ngón tay thì có V này. V từ gốc chi nhá cho đến ngọn chi. Tập trung V ở ngọn chi này. Vuốt này. V ở ngọn chi này. Các em có thể V lại một lượt này. Vuốt này. Đẩy lên này. Cái này nó rất an toàn thôi, nó không giống như bẻ cổ bẻ lưng đâu nhá. Bẻ cổ bẻ lưng thì phải
rất là cẩn thận với những trường hợp bệnh nhân tổn thương tủy. Để sau khi bệnh nhân liệt luôn nhá. Kéo lên đây, kéo này, giữ này, kéo ra này, nhấc lên. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn châm luôn này. Bây giờ hướng dẫn các em cái cách cầm kim trước đã. Không, anh cách cầm kim. Không đau, không đau, đừng buồn. Không đau, không đau đâu. Kim thì nó có rất nhiều loại kim. Kim ngắn này là kim số 5, có kim số 7, kim số 10. Sẽ gọi chung là hào châm. Còn kim 10 người ta còn gọi kim khác là trường châm hay là kim hoàn khiêu. Những cái kim trường châm người ta dùng ở châm xuyên huyệt đó. Ví dụ như huyệt giáp tích người ta sẽ châm xuyên huyệt giáp tích. Cái cách cầm kim mà chúng ta thường là chúng ta sẽ cầm giữa thân kim và đốc kim. Cầm giữa thân kim và đốc kim. Ngón thứ ba đỡ vào thân kim. Ngón thứ ba. Thì cầm này, cầm như này nó sẽ xuôi theo, để đừng cầm như này. Cầm như này nó sẽ không được chắc. Em cầm như này khi nó dọc theo tay. Và mình muốn theo cái hướng nào, xuôi ngược hay là châm thẳng hay là lắc cổ tay không? Về nhà tập châm trên cái cây chuối, ví dụ như đây cây chuối. Đặt tay này, đặt ngón tay đây, xong cứ đi lên đi xuống này. Cây chuối sẽ bị đơn. Nhá, tập nhấc lên này, nhấc hẳn ra này. Không mà tập. Nhá. Đấy, tập là tập để khi mà mình quen cái lực cái ngón tay, ngón 1, ngón 2 mình khỏe lên. Đấy, nó phải có cái độ là linh hoạt và mềm dẻo nữa thì bệnh nhân không đau nhá. Đấy. Cho cô một cái bông cồn. Cây chuối thôi. Kẹp gọn cái bông vào. Đừng cầm. Đây cồn hay khô ấy? Cồn hay khô? Cồn. Đưa đi về. Như kiến cắn, như kiến cắn thôi. Kiến cắn mà. Kiến ba khoang. Bây giờ này, sau khi xác định được kim cung rồi. Cho cô cái bông là ướt tí cái này. Không có phải tẩy ra hết. Tẩy hết chứ bạn, chẳng lẽ thích mực đi vào máu à? Xăm mà. Xăm luôn mà. Xăm thành con nhím. Xăm kim ngu rồi. Kim ngu. Cho cô cái bông ướt hơn. YouTube con chào mà chưa được gì. Này vứt đi. Không được cái view chưa á? Về cái view cho con chào màu. Nó sách có cả hình luôn. Không. Ừ, thích đăng PDF nữa à? Con chào màu bật kiếm tiền chưa? Bật làm gì? Chưa đủ giờ xem đúng không? Không, sao bị ban này? Vừa xoa bóp xong rồi. Ăn gậy tìm ban, ban. Các còn qua cái tay đi, còn nếu không... Cắp lại cái... Đeo găng tay vào nhé. Còn nếu không các bạn nào muốn châm cho nhau ấy thì cắt lấy cái bông sát khuẩn. Này. Châm cứu thì nó rất an toàn đấy, không sợ đâu. Cái châm theo hướng của cô hướng dẫn nhá. Kim ngung này, sát khuẩn này. Đấy. Có động tác bổ trợ này. Quay mặt là đi. Động tác căng da. Cái banh này hỏng. Tôi lấy cái banh đấy. Ở trên bên đấy có nhiều banh to. Căng da này, có động tác bổ trợ là động tác căng da như này. Đây. Căng gần vào nhá, căng gần vào. Thật căng da là bệnh nhân đỡ đau. Đi, qua da nhanh dứt khoát này. Đấy, khi đã qua da rồi chúng ta tiến kim vào huyệt từ từ. Về kim để tạo cảm giác các khí đó. Chúng ta cũng sẽ cảm giác các khí. Đi không cần tay rồi. Nó cảm giác tức hơn. Qua da nhanh dứt khoát thì bệnh nhân đỡ đau. Không cần thêm nữa này. Tí nhu thì châm thẳng vào. Chiu. Đây kia là tạo cảm giác khí. Qua ra rồi thì sẽ không đau đâu. Tức gì? Khúc trì châm thẳng vào. Tay bị mất sức. Ví dụ như là huyệt này có thể dùng để điều trị những cái đau khớp khuỷu này, liệt chi trên này, thanh nhiệt này, khúc trì. Khúc trì. Chiều đi tập thể. Hạ sốt rất là tốt nhá. Ui, em đi mua cho cô. Cô sốt sao cả? Chưa hay mua chưa? Mua quá. Nếu trong trường hợp bệnh nhân buôn nên phải chỉnh kim này. Chỉnh kim làm sao để cho bệnh nhân cảm giác hết vuốt được rồi. Không cắm vào xương. Vuốt được đấy. Cắm ra rất là cứ coi như là được. Cắm ra rất là. Hết chưa? Hết chưa?
cảm giác rất là chọn thôi, cảm giác lần đầu tiên cái gì khó, cảm giác lần đầu tiên không ngần ngại này, thủ tâm lý này, tăng ra ra thủ tâm lý nguyệt này thì những cái vùng mà cơ nó dày như này này thì các bạn có thể châm sâu với độ sâu khoảng một thốn hoặc là một phẩy tùy bệnh nhân béo gầy đến 1,5 thốn. Thốn tính vào tay bệnh nhân. Thốn bệnh nhân. Thế còn những cái huyệt như này, các em có thể châm nghiêng kim đi. 10 15 độ chẳng hạn. Nghiêng kim đi. Không ấn. Mày biết anh tự nhiên không? Cũng xót, cũng xót. Đó. Rồi tính chắc được tay lên. Nội quan ngoại quan thì ta còn châm xuyên được cơ, nhưng mà chúng ta châm đơn huyệt thì chúng ta châm khoảng 0,5 thốn thôi. Những cái cơ mỏng như này châm khoảng 0,5, 0,7 thốn thôi nhá, cùng lắm 1 thốn thôi. Cái huyệt ngoại quan này châm 0,5 thốn thôi này. Qua da nhanh nước khoát để bệnh nhân đỡ đau này. Tí nhất từ tay lên. Bắt nài châm hướng lên như này. Cái ngón tay hơi đau rồi. Không, quay ra, quay ra. Cứ châm đi. Cứ châm đi. Bọn em không sợ đâu. Bọn em không sợ đâu. Em không sợ. Bọn em không sợ. Cái chỗ mà thay đổi màu da đây, căng da này. Đừng nhìn, kiến thức hai đấy. Một ba. Không, không cảm giác. Các bạn nhớ nhá, qua hẳn da rồi hãy vê kim. Qua hẳn da rồi mới vê kim. Không được vê ở trên da, sẽ có những trường hợp đặt kim vào đây xong vê luôn. Được. Nhưng cái huyệt này thì châm thẳng mấy việc này thăm thuộc không đầu rồi. Tránh cái tĩnh mạch cái đây. À thuộc kia hả? Đúng rồi. Châm thẳng vào động mạch rút ra là thì thôi. Thì thôi. Đấy. Chưa? Hợp cốc thì châm hướng về phía ngón tay này. Huyệt hợp cốc này là huyệt tổng của vùng đầu mặt. Bệnh nhân đau đầu này hoặc là bệnh nhân liệt mặt này. Tai biến. Đấy, tai biến là huyệt này rất là dễ đắc khí. Rất là dễ tích. Nhanh nhanh tay lên thử. Chú ý nhá, chú ý nào. Châm rồi không bao giờ được di chuyển tư thế bệnh nhân. Phải chuẩn bị tư thế trước khi châm. Thử, đứa nào thử châm không? Có em đúng không? Này cẩn thận nhá. Mà sợ à? Đừng sợ nữa. Nghe vào chỗ đấy đang nóng. Thái Uyên này, bên ngoài động mạch quay bắt đây. Thái Uyên này chân động mạch à? Chắc không sao đâu, cô ở đây. Tay run lắm rồi. Tay cũng che mà. Có thể châm nguyên kim đi 10-15 tự châm hướng về phía châm từ từ. Thì vê kim phải tạo nó châm cái châm chỗ này không đông, không phải 3, không phải 5 cũng đau chưa? Đau chưa. Đông chưa? Đông chưa? Đông chưa. Đau đấy. Đấy, qua da nhanh nước khoát vào nhá, thì bệnh nhân sẽ không đau. Càng qua da nhanh nước khoát bao nhiêu thì bệnh nhân càng bị đau. Càng sợ bạn đau rồi càng quay sát là càng đau. Quay sát để xem bị chứng. Quay sát để xem bị chứng. Được chưa? Lý là muốn xem trí à? Đấy, các bạn ở ngoài không nhìn thấy thì các bạn vào xem đi, xong cô hướng dẫn châm chữ. Chụp lại ánh. Đừng, các bạn trong rồi, các bạn xem trong di chuyển ra đây. Ok.